Giả sử nếu như quý vị đang có sẵn hai cặp loa và đang cần tìm một dòng đẩy 4 kênh để có thể chơi được ổn định, hiệu quả cũng như là khai thác được chất lượng âm thanh hay nhất cho hai cặp loa đó, thì ngày hôm nay Nhật Trường sẽ giới thiệu tới quý vị đó chính là một dòng đẩy 4 kênh của thương hiệu SAE có mã là Lexpro Bequimer 13, hay là mã. Và dòng đẩy ngày hôm nay thì có thể giúp quý vị khai thác được hiệu quả chất lượng âm thanh của hai cặp loa mà quý vị đang có sẵn, dù kể cả hai cặp loa đó của quý vị là cặp loa bass 20, 25, 30, 40 thì vẫn có thể chơi được một cách rất là ổn định, ngon nghẻ và không lo gì về vấn đề chất lượng âm thanh quý vị nhé. Thì đây, ngày hôm nay Nhật Trường đang có trên tay đó chính là dòng SAE BQM 13 25 mã. Thì nói qua một chút về thương hiệu SAE thì SAE nó là một trong 10 thương hiệu rất nổi tiếng tại thị trường Trung Quốc. Quý vị hoàn toàn có thể lên trang các cái nền tảng mạng xã hội hoặc lên Google để có thể tra và tìm hiểu về thương hiệu SAE này, thì có thể biết được cái độ phủ sóng của nó cũng như là cái quy mô và cái lịch sử hình thành, đúng không ạ? Thì để biết được cái thương hiệu này có uy tín hay không. Và video trước đây thì Nhật Trường cũng đã làm một cái dòng cục đẩy của thương hiệu SAE có mã là Mega 2005 rồi. Dòng đó thì khá là mạnh, công suất lên tới 2500W cơ. Còn dòng đẩy ngày hôm nay thì nó là dòng đẩy mức độ công suất là 1300W cho một kênh, và nó là dòng đẩy 4 kênh quý vị nhé, 4 kênh hoạt động độc lập. Thì quý vị có thể nhìn qua được về cái form dáng thiết kế ở đây, với thiết kế đó là dưới dạng 2U quý vị nhé, thiết kế theo kích thước là 2U. Và chúng ta sẽ có được một cái hình thức thiết kế phía trước này, nó cũng khá đơn giản nhưng mà nhìn rất là đẹp, đúng không ạ? Thì về cái kích thước của nó sẽ là, về cái chiều ngang này, chiều rộng này nó sẽ là 483mm, còn chiều sâu này nó sẽ là khoảng 448, kết hợp với lại chiều cao là khoảng 89mm, tức là khoảng tầm độ 8,9cm. Thì nó sẽ cho ra mức cân nặng khoảng tầm độ 15, hơn 15 cân quý vị nhé. Đó. Ở phần phía trước này thì quý vị nhìn thấy là các kênh nó đã chia theo độc lập này, và nó ký hiệu màu nhé, màu xanh và màu đỏ. Nếu như quý vị chơi thì cái tín hiệu nó hiển thị đến màu xanh ở trong phạm vi là màu xanh như thế này, thì có nghĩa là cái đẩy chúng ta đang hoạt động ở mức độ ổn định và không sao quý vị nhé. Còn nếu như nó chạm đến cái khu vực màu đỏ như thế này thì nó là khu vực cảnh báo dành cho cái dòng đẩy, khi mà chúng ta có thể là quá tải clip hoặc là nó có thể đoạn mạch gì đó, nó cũng sẽ báo như vậy. Thì quý vị để ý màu xanh đây, nếu như cứ trong phạm vi màu xanh thì chúng ta chơi hoàn toàn thoải mái, không lo gì cả. Đó. Thì mức công suất của con này thì nó sẽ là 1300W ở trở kháng 8 ohm và nó có thể xuống được tới 2 ohm. Ở 4 ohm thì nó sẽ là 2001, ở 2 ohm thì nó sẽ là 2500, và chúng ta có thể chơi được chập bridge ở trở kháng là 8 ohm thì nó sẽ là 4200, và chế độ 4 ohm thì nó sẽ là 5000W. Đó, đúng không ạ? Chính vì vậy mà Nhật Trường nói là tại sao nó có thể chơi tốt được cho quý vị ở mọi các dòng loa. Thậm chí kể cả quý vị dùng để đánh cho súp hơi đều được quý vị nhé. Súp hơi bass 50, côn 5, côn 100 đánh thoải mái, đúng không ạ? Vô tư không lo gì cả. Đó, thì một chút về hình thức thiết kế là như vậy. Con này thì bên em vẫn bảo hành cho quý vị là 12 tháng quý vị nhé. Và lỗi một đổi một trong vòng 15 ngày. Đấy, nếu như có vấn đề gì liên quan tới lỗi của nhà sản xuất. Về phía đằng sau này thì nó cũng có một cái cách thiết kế nó cũng rất là đơn giản, giống như các dòng đẩy khác thôi. Tuy nhiên thì nó sẽ lược bỏ đi kết nối dưới dạng đó là bắt cọc âm dương quý vị nhé. Nó sẽ kết nối hoàn toàn dưới dạng đó là cổng Neutrik. Như vậy thì nó sẽ giảm được cái tình trạng bị nhiễu tiếng cũng như là méo tiếng, và nó sẽ cho ra được cái chất lượng âm thanh nó tốt hơn, hoạt động ổn định, đúng không ạ? Tránh tình trạng bị tiếp xúc mo ve. Đó. Còn phần bên này thì nó là phần đường input đầu vào dưới dạng Canon, và chúng ta sẽ có cổng link ra. Đấy, 4 kênh hoạt động một cách rất là độc lập ở đây, đúng không ạ? Ngoài ra thì quý vị để ý một chút ở cái phần bên này, nó sẽ có các cái kiểu chế độ chơi quý vị nhé. Chúng ta sẽ có 3 kiểu chế độ chơi, đó là Stereo, Parallel và Bridge. Đấy. Thì chúng ta nhìn theo sơ đồ ở đây mà chúng ta sẽ điều chỉnh cái cần gạt này lên xuống như thế nào theo sơ đồ, đúng không ạ? Và bên này thì chế độ Sensitivity, tức là độ nhạy đầu vào. Đó. Chúng ta cũng điều chỉnh cái cần gạt này theo cái sơ đồ ở đây quý vị nhé. Quý vị quan sát sơ đồ ở đây, cái cần nào gạt lên, cần nào gạt xuống thì chúng ta sẽ điều chỉnh nó để lựa chọn nó phù hợp. Đó, về ở chỗ cái dây kết nối này thì vẫn như mọi khi Nhật Trường vẫn hay đánh giá rằng cái dây kết nối kiểu như thế này thì nó sẽ tối ưu hơn, tức là nó sẽ tránh tình trạng bị, khi mà nếu như chẳng hạn cái dây mà chúng ta kết nối rời thì nhiều khi chúng ta cắm ra cắm vào nhiều, đúng không ạ, nó sẽ bị lỏng vào cái dây rắc, nó cũng sẽ dễ gây ra chập điện này, hoặc là nó có thể tiếp xúc mo ve, đúng không ạ? Đó, thì với cái kiểu thiết kế như thế này nó rất là chắc chắn, dù kể cả là chúng ta có vô tình dẫm vào hay là vướng phải dây thì nó cũng không gây ra bị lỏng ở phần nguồn. Thì cái này thì tùy mỗi người thôi, đúng không ạ? Tuy nhiên nó có một nhược điểm, đó chúng ta, đó là cái quá trình mà chúng ta lắp đặt hoặc vận chuyển thì nó sẽ hơi bị vướng một chút, đúng không ạ? Đó. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng tháo cái phần vỏ máy ra để xem bên trong nó sẽ như thế nào, thưa quý vị. Ok, và đây chính là hình ảnh mà sau khi chúng ta bóc cái phần lớp vỏ máy ra.
Đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái việc đó là sự khác nhau giữa hàng thật, hàng chính hãng so với hàng giả, hàng nhái nó như thế nào, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ có thể quan sát bằng cái mắt thường, chúng ta có thể nhìn thấy được đó là gì. Chưa cần biết đến cái việc nó hay dở như thế nào, đấy, nó tốt ra làm sao, đúng không ạ? Nhưng mà nhìn vào cái hệ thống linh kiện của một hàng chính hãng thì bao giờ nó cũng sẽ khiến cho chúng ta nhìn thấy, đầu tiên là về cái bố trí lắp đặt luôn luôn kiểu rất là gọn gàng, và thứ hai chỗ đâu ra đấy, đúng không ạ? Và thứ hai nữa đó chính là gì, mọi thứ, mọi chi tiết thì nó đều được nhìn rất là bóng bẩy, sáng sủa, không có, từ những cái phần chân này, những cái phần chân của cái phần vỉ mạch này với các cái hệ thống linh kiện nhỏ li ti thôi, nhưng mà nhìn nó rất là sáng, rất là sáng và chắc. Còn những cái hàng giả hàng nhái thì những cái chân này đôi khi nó còn bị han, bị dỉ ố sét cơ đấy, rồi thì nó bị lỏng lẻo nữa, có những cái con điện trở nó rất là nhỏ thôi, nhiều khi chúng ta chỉ cần chạm nhẹ vào nó đã gãy chân rồi, đúng không ạ? Hoặc là ví dụ như là những cái con hàng giả hàng nhái thì bao giờ cái phần bố trí hoặc là những cái linh kiện bên trong này họ làm rất là sơ sài, đúng không ạ? Ví dụ chẳng hạn như là mang tiếng mà là công suất lớn, nhưng mà các cái hệ thống tụ điện này, tụ lọc nguồn này rất là ít đấy. Nhưng mà ở đây thì sao, với hệ thống đẩy 4 kênh này thì nó được trang bị 2, 4, 6, 8, 10 cái tụ lọc nguồn cỡ lớn ở đây. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy là cái dung tích nó là 3.600 microfarad và hiệu điện thế nó sẽ là 200V quý vị nhé. Thì thường ấy, những cái cục đẩy công suất mà với mức công suất thấp nhỏ thì chúng ta thường hay bắt gặp những cái tụ lọc nguồn nó chỉ dao động khoảng tầm độ 65 cho tới 100, hơn 100V thôi. Đấy. Nhưng mà với cái dòng đẩy này thì nó là công suất lớn, nó có thể chơi được hoàn toàn cho các cái dòng loa công suất lớn như sân khấu hội trường. Chính vì vậy mà cái hiệu điện thế của những cái tụ lọc nguồn này nó cũng rất là lớn, lên tới 200V. Đấy. So với con Mega 2005 thì nó thấp hơn một chút, con Mega 2005 thì nó là 2500W. Nhưng mà con đấy thì được công suất nó cũng sẽ lớn hơn, đúng không ạ? Nó lớn gấp đôi con này cơ. Con này nó là 1300W thì với 200V là thoải mái rồi. Ở đây thì nó là sử dụng cái biến áp nguồn xung, quý vị nhé. Đây, cái cục nguồn xung này. Thường thì chúng ta thấy những cục đẩy mà cục nguồn xuyến thì nó sẽ có một cái máy biến áp rất là to, đúng không ạ? Đường kính khoảng tầm độ 20cm. Thì ở đây nó là nguồn xung. Và đặc biệt với cái con đẩy này thì nó sẽ khác biệt hơn so với một số các con đẩy khác. Nó có phần bộ nguồn. Đấy, bộ nguồn RSMBS này. Cái bộ nguồn này thì nó sẽ giúp cho cái việc khả năng hoạt động của con đẩy này ở cái tín hiệu đầu ra cho loa sẽ luôn luôn duy trì được ở mức độ ổn định và hiệu suất âm thanh làm việc ở mức độ tốt nhất, đúng không ạ? Âm thanh tròn trịa, không bị méo tiếng. Dù cho bất kể cái nguồn điện đầu vào của con đẩy này nó có sự biến đổi như thế nào đi chăng nữa, đúng không ạ? Thì nó vẫn không bị ảnh hưởng gì đến cái chất lượng âm thanh đầu ra. Còn ở đây thì quý vị có thể quan sát thấy là do là còn nó đẩy 4 kênh cho nên nó sẽ bố trí 4 cái bảng mạch này riêng hoạt động dành cho từng kênh một, quý vị nhé, kênh 1, kênh 2. Và nó sẽ có úp ở phần dưới này, không biết anh camera có lia được vào không. Thì nó sẽ có hai cái bảng mạch nữa ở phía dưới tương tự như thế này. Đấy, nó sẽ là 4 kênh hoạt động độc lập. Ở đây chúng ta sẽ có 12 cái sò công suất cho một kênh này, ở phần mặt trên này. Không biết là mặt dưới này nó có hay không thì thực sự là cũng rất là khó để cậy ra. Thì tạm thời là nhìn trên mặt trên này thì sẽ là mỗi một kênh này là 12 sò công suất, quý vị nhé. Đó. Rồi, thì ngoài ra thì cái dòng đẩy này thì nó là sử dụng mạch class Y. Đấy, như quý vị có thể quan sát thấy ở ngay phần logo phía trước này, hãng đã để luôn là class Y rồi, đúng không ạ? Thì cái mạch class Y này nó sẽ cho cái hiệu suất làm việc cao so với các dòng mạch khác nhá. Chính vì vậy mà cái dòng đẩy công suất này nó hoàn toàn có thể chơi được cho các dòng loa mang tính chất đó là cần cái chất lượng âm thanh nó co to, đúng không ạ, khỏe mạnh chắc. Ví dụ như có thể là loa súp, đấy, loa súp hơi bát 50, côn 100 hoặc là hơn 100, hay là ví dụ chẳng hạn loa sân khấu hội trường, loa Arai, đấy thì nó hoàn toàn có thể chơi được. Thì so với các dòng đẩy khác thì nó sẽ phát huy tốt hơn, đúng không ạ? Và ngoài ra thì nó sẽ tiết kiệm điện năng hơn. Đấy, tiết kiệm điện năng 50-70% so với lại mạch class H. Rồi thì nó sẽ có thể cho được một cái chất lượng âm thanh trung thực, chi tiết. Những cái ví dụ chẳng hạn dành cho nếu như chúng ta áp dụng để hát karaoke thì những cái giải tiếng mic nó sẽ rất là sáng và trong rõ. Đó là những cái ưu điểm và phẩm chất ở trên mạch class Y. Rồi, cơ bản là chúng ta quan sát qua là như vậy. Còn bây giờ thì để xem cái khả năng trình diễn âm thanh nó như thế nào thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với phần trải nghiệm chất lượng âm thanh. Và để test thử cho chất lượng âm thanh của mẫu đẩy SIE ngày hôm nay thì nhà trường sẽ sử dụng cấu hình một bộ dàn, đó là thêm một con vang số của thương hiệu BK BBR5600 này, mic BK U500 25 mã, và một cặp loa đề nông bát 30 R212 kết hợp với lại một loa súp hơi bát 30 của thương hiệu BK VK35. Bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng hát karaoke và thưởng thức một vài giai điệu.
bao giờ anh viết được vần thơ. Trước mắt anh là trời xanh, là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cha ra đồng bắt con tẹp con cua, nuôi con nên người vai mẹ gầy khô. Dòng sông Lam chạy từ dòng Lam ngàn phố ngàn sâu những dòng xưa mẹ. Anh đưa em về kẻ bên tắm xóa, ai ơi có về hồng lệnh quê. Vừa rồi thì quý vị đã nghe chất lượng âm thanh rồi đúng không ạ? Quả thật thì nếu như quý vị đang có những cái hệ thống loa công suất lớn và cần một cái hệ thống đẩy công suất đủ khỏe, đủ căng, đủ mạnh để đánh cho những cái chiếc loa của mình thì cũng có thể sử dụng ngay dòng đẩy SAE Alex Pro BQM 13-25 mã này đúng không ạ? Về chất lượng âm thanh của nó thì tạm thời chúng ta có thể đánh giá được về cái giải âm bát nó rất là dày dặn, đánh chắc đúng không ạ, đầm tiếng. Còn những cái giải trung âm và giải chép thì đánh rất là bay bổng, tơi xốp. Đó, thì mức giá hiện tại đang là khoảng tầm hơn 23 triệu quý vị nhé. Thì cái mức giá này nó sẽ tùy theo từng thời điểm. Cho nên là nếu quý vị nào cần một cái mức giá tốt cũng như là có thể để nhật trường tư vấn và hỗ trợ lắp đặt cho quý vị thì cũng có thể liên hệ qua số hotline 0985 357 466 để nhận được nhật trường hỗ trợ quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị đã theo dõi video ngày hôm nay và xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong các số tiếp theo. Xin chào.